top 3 câu intro cực kỳ dễ, cực kỳ đơn giản của nhóm nhạc Monster mà hầu như ai cũng tập được. Đầu tiên, bài rất công dân, Có hẹn với thanh xuân. 2, 3, 4, 5. Giờ vào hát, cũng đã đến lúc tình đầu. Tiếp theo gì nhỉ? Hát tao phát. Bài số 2 là bài Giữ lấy làm gì. Hát anh luôn đi. Ok anh. Vì mình không yêu nhau thì giữ lấy làm gì. Đó là bài số 2. Đến bài số 3 là bài Tình yêu chậm trễ. Anh thường nghĩ mình quên mất rồi. Bài số 3 không phải đánh figure style nên là hát thôi. Bắt buộc phải hát thôi.